Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý bạn và các vị cùng tìm hiểu về cây gỗ lim. Cây gỗ lim là gỗ gì, thuộc nhóm mấy và loại nào tốt nhất? Thì nguồn gốc cây gỗ lim và sự phát triển của cây gỗ lim. Tên thường gọi thì gỗ lim, đây là tên gọi khái quát chỉ một nhóm các sản phẩm gỗ lấy từ một số loại như lim xanh, lim sẹt hay còn gọi là lim vàng, hoặc các giống lim thương phẩm nhập khẩu từ nước ngoài như là lim Lào, nhập khẩu từ Lào, lim Nam Phi, nhập khẩu từ Nam Phi, hoặc lim Lana, Grana. Người Việt gọi gỗ lim nhằm chỉ loại lim xanh, đây là một trong bốn loại gỗ thuộc nhóm tứ thiết là đinh lim, xên táo. Cây lim là cây gỗ lớn, cao trên 30 mét. Nếu cây mọc lẻ thì thường phân cành thấp, cành non màu xanh lục, thân thẳng, tròn, gốc có bạnh vỏ, vỏ màu nâu, có nhiều nốt sần, màu nâu nhạt, sau bong mảng hoặc vảy lớn, lớp vỏ trong có màu nâu. Cây gỗ lim có lá kép lông chim hai lần, mọc cách, có 3 đến 4 đôi cuống cấp 2, hoa hình chùm kép, quả có hình trái thuôn, hạt dẹt màu nâu đen, xếp lợp lên nhau, vỏ hạt cứng, dây rốn dày và to gần bằng hạt. Cây lim mọc chậm là cây ưa sáng nhưng lại chịu bóng khi còn nhỏ, phân bố trên đất sét hoặc sét pha sâu dày, sống trong khí hậu nhiệt đới gió mùa, có khả năng tái sinh hạt và chồi tốt, phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Gỗ lim thuộc nhóm mấy? Đặc điểm sinh thái của gỗ lim như thế nào? Thì gỗ lim là loại gỗ quý hiếm được xếp vào nhóm gỗ thứ hai của Việt Nam. Cây lim là loại cây gỗ cứng, chắc, nặng và không bị mối mọt tấn công. Chúng có màu hơi nâu đến nâu thẫm. Lim có khả năng chịu lực nén rất tốt, vân gỗ dạng xoắn khá đẹp. Nếu để lâu hay ngâm dưới bồn thì mặt gỗ sẽ chuyển sang màu đen. Gỗ lim thường có mùi rất hắc, có thể gây dị ứng cho mũi, đặc biệt là những loài lim ở khu vực Tây Nguyên hoặc lim Lào. Gỗ lim có tốt không? Có mấy loại gỗ lim? Loại nào tốt nhất? Thì gỗ lim gồm nhiều loại với những tên gọi khác nhau. Tuy nhiên trên thị trường Việt Nam, gỗ lim được biết đến với hai loại phổ biến nhất là lim Lào và lim Nam Phi. Xét về tỷ trọng thì gỗ lim Nam Phi thường nhẹ hơn gỗ lim Lào, có thể do sự khác biệt trong vị trí địa lý và chưa có tài liệu nào chứng minh được loại gỗ từ lim Nam Phi kém chất lượng và kém bền hơn gỗ lim Lào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm sản xuất của các đơn vị nội thất thì gỗ lim Lào được đánh giá là có độ ổn định cao hơn, khả năng chịu lực tốt hơn rất nhiều so với gỗ lim từ Nam Phi. Gỗ lim là loại gỗ rất tốt nhờ đặc tính cứng và chắc của mình, ưu điểm lớn nhất và không bị biến dạng cong vênh theo thời tiết. Chính vì vậy, từ xưa đến nay thì gỗ lim vẫn được yêu thích dùng làm kết cấu chịu lực chính cho các dạng kiến trúc nhà, gỗ như là cột kèo, 3-4-6 các loại cửa gỗ nội thất, những cửa gỗ mặt tiền, sàn nhà. Cũng như những loại gỗ khác thì gỗ lim thường được nhập khẩu trực tiếp từ các nước khác nhau như là Lào, Campuchia, Tây Nguyên hay các nước Congo và Nam Phi. Với việc siết chặt trong quản lý của các cơ quan nhà nước hiện nay thì việc sở hữu nguyên liệu gỗ lim Tây Nguyên hay Lào thì rất khó khăn. Vì vậy, chất liệu gỗ này thường có giá thành khá cao. Tuy nhiên, những mẫu lim nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia và các nước Nam Phi thì thường có giá mềm hơn. Cách nhận biết lim Lào và lim Nam Phi. Cách nhận biết gỗ lim Lào và lim Nam Phi thì qua màu sắc gỗ. Khi chưa phun màu thì gỗ lim Lào thường có màu đỏ hơn và đậm hơn, nhưng khi phun màu rồi thì gỗ lim Lào thường có màu sắc sáng bóng hơn, vân gỗ lim Lào thì mau hơn, vân gỗ mịn hơn vì độ tuổi để khai thác gỗ lim Lào thường cao hơn gỗ lim Nam Phi. Cách nhận biết gỗ lim Lào và lim Nam Phi qua khối lượng. Thì về khối lượng thì gỗ lim Lào thường nặng hơn lim Nam Phi nên việc vận chuyển và khai thác có phần khó khăn hơn, do đó mà giá thành cũng cao hơn. Cùng với một thể tích thì gỗ lim Lào có thể nặng hơn gỗ lim Nam Phi từ 1,2 đến 1,5 lần và có thể chịu lực tốt hơn nhiều so với gỗ lim Nam Phi. Ứng dụng của gỗ lim thì gỗ lim quý, cứng, chắc, nặng và bền, không bị mối mọt, thường dùng trong kiến trúc như là cột kèo, xà nhà và các kiến trúc trong xây dựng theo lối cổ, có được ứng dụng trong công trình thủy lợi như cầu cống, đóng tàu thuyền, làm ván sàn, đóng các đồ trang trí trong gia đình. Vì không bị cong vênh và nứt nẻ biến dạng do thời tiết nên là gỗ lim rất được ưa chuộng trong làm cửa, lát sàn nhà, lát cầu thang và đồ gia dụng, đem lại giá trị cao lên tới vài chục năm. Tuy nhiên, gỗ lim lại không chịu được ẩm. Chính vì vậy, khi được sử dụng trong môi trường ẩm thì thường phải xử lý chống ẩm trước. Ngoài ra thì người Việt thường không thích dùng gỗ lim làm giường bởi quan niệm gỗ lim có độc. Trong quá trình sản xuất và chế biến thì những mạt gỗ thường rất nhỏ, rất sắc,
bay lơ lửng trong không khí thường khiến cho những người thợ bị dị ứng hắt hơi hay mẩn ngứa. Quan niệm tâm linh thì gỗ lim được dùng được làm trong đình chùa hoặc các công trình tôn giáo, nên khi có biến động các công trình trên bị phá hủy, nhưng nguyên liệu tạo nên các công trình đó, đặc biệt là gỗ lim, có thể tận dụng được trôi nổi rất nhiều trong dân gian. Nếu dùng đồ gỗ đó làm các đồ gia dụng thì sẽ không tốt cho người dùng.